Chào các bạn, hôm nay Siva Ke chia sẻ với các bạn cách làm món chả rong biển đậu phụ chay rất ngon miệng. Thành phần bao gồm rong biển Hàn Quốc khô, đậu phụ, hành lá, rau thì lạc, mùi, ớt, tiêu, nước mắm chay. Cách làm: rong biển ngâm nước rửa sạch, rau mùi, rau thì lạc, hành lá rửa sạch, đậu phụ rửa sạch, lần lượt thái nhỏ rong biển, thái nhỏ các loại rau gia vị. Cho tất cả vào bát, thêm ớt đỏ, hạt tiêu xay, nước mắm chay. Trộn đều cùng với đậu phụ sao cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Cho thêm 2 thìa bột mì để tăng độ kết dính và độ giòn cho chả. Nặn hỗn hợp thành những miếng chả tròn, dẹt. Đem rán trong chảo dầu nóng giả. Rán cho đến khi chả chuyển màu vàng nâu nhạt là được. Món chả rong biển, đậu phụ chay làm đơn giản nhưng rất thơm ngon. Bạn có thể ăn riêng hay ăn cùng cơm nóng cũng rất ngon. Chúc các bạn thành công và ngon miệng! Siva Ke chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh Siva Ke để cập nhật những thông tin mới nhất về sức khỏe, dinh dưỡng và làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.